不容易吧？你洗。不是拿个纸下来烧吧？嗯。要不要下去烧？黄土，黄桃本来就是那样的，好难看。你想装几斤？二斤。啊，哎。装十斤。那箱装了。嗯，对呀，刚好是吧？哎，刚好刚好，哎，刚够。那边不穿能带着。Sáng đi bán về là 12 giờ trưa, một giờ kém rồi cả nhà. Anh uống xong một cái là tự nhiên có khách đặt hàng, bảo đặt mua tặng người ta, cho nên là nhờ em đóng hộp nè. Em đâu có hộp sẵn đâu mà em chạy qua nhà bà thím mẹ của Đình Đình đó, ngày trước là bán dâu tây này nọ, là có hộp sẵn nên là em lấy hộp dâu tây em đựng táo luôn. Tại cái anh khách này á, là anh hiện tại đang ở ngoài tỉnh khác đi làm, không có ở đây, cho nên là anh nhờ em là bỏ vô hộp xong rồi giao tới cái địa chỉ đó, ông tặng cho người ta cả nhà. 10 ký đào với lại 10 ký táo, bỏ 4 hộp luôn, xong với lại thêm 5 ký của mận tây nữa. Nhiều quá nên lần đầu thấy có được đơn hàng bữa, cho nên là em mới phải nhờ Đình Đình qua gói phụ nè. Này cái nhà vừa nắng vừa mưa, vừa mưa vừa nắng. Vậy chút xíu chắc có cầu vồng. Chắc...这充个电吧，这充点电吧。
Đấy. Đấy, mình cứ tập trung lại. Đúng rồi, mình giao xuống chuyển giới chuẩn, mình không đại trưởng. Ờ, đúng rồi. Đăng lai chi thủng. Băng lai lai chi thủng. Đăng lai chi thủng chưa? Lai đăng lai chi thủng. Lai chi thủng ra nãy đi. Bán mỹ. Một mũ táo cả nhà ơi. Hello. Cứ thế này. Chứ là chảo phim của thật chứ đâu mà chảo nó không phải ta là cũng có khởi thiện là thiện như khởi thiện nào. Cái này phải thiện thì không phải là chú, chú chú là chảo chảo chú chú chảo chú 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 一样，它就这么大，它不大了，它再大它就变成。对啊，可以谈啊，这个软一点，可以谈。这个要不用的了。一样，不够大不够，就你要了就拿，都一样价格。这个是钢拉，那个是昨天拿的。还有一点，这是钢拉。 这个是干辣，这肚子面，香菇，脆脆，就是它软，它就面，你再让它就是碎一点，跟你一样在那里。我觉得脆嘛，那肚子要碎，那就找那个15块5。 15块5，这个就是什么味道啊？嗯，那没有那么。酸酸甜甜，再拿20吧，再拿20块吧。不辣吗？不辣，行，15块就是16块。那这个崩给你吧，啊？这个啥？礼盒，他租给人家的。Đó, có bà gì này bà đến mua cả nhà. Bây giờ bà đi về nè. Ở trong xóm. Trước hồi trước là lái cháu của. Hả? Xin chào a. Bye bye. Cho chủ mấy đứa nhỏ à? Ủa mai là Ivan. Khó nán này, cho cái mấy đứa nhỏ. Lại có một chị ở dưới huyện chạy lên mua nữa cả nhà. Này hồ vô cho cái cơ phải. Ủa mai sới quả, sới của đó. Hả? Đó thà cái đó tên nhỉ. 啊，我家这，嗯，要不要吧？啊，你看你要啥吃什么？这回你弄的花是面菜。哦，面，然后绿的，有绿的。有。啊，这都中午，我爸妈说的。嗯。啊，这啥时候才能放出来面？正好就刚才有一个阿姨也刚来干。 拿路了，几十块，到附近他都来了。这就是那唱的。他干不干？能吃吧？不，你管他学就行了。没事，这个给你个小的吃吧，小宝宝。好，你要不要？要。好，这个我爸睡觉了，好，然后回家再带回来，我就先把盒里给你。可以自己做的生意可以。 Từ sáng giờ em chưa kịp nghỉ ngơi một chút nào luôn đó cả nhà. Vì tới giờ là cứ lu u hoài luôn.
định lên lầu đi tắm cái mà khách đến, nên thôi ở dưới luôn. Giờ cũng 3-4 giờ chiều rồi, em canh xong cho khách này, xong cái là em lại đóng hộp cho xong á, để chiều đi giao. Nên thôi quyết định ở dơ luôn đó cả nhà, ở dơ tới tối tắm luôn một thể luôn. Chị này á, là ở dưới phố huyện nè, cũng là dưới huyện chạy lên. Nhà chị này là cũng quét được cái tổ in của em á, cái TikTok của em á, thấy em bán trái cây rẻ nên là bà cũng chạy từ dưới huyện lên để mua cả nhà. Trộm vía dễ sợ luôn á, mới bán mà có khách tìm đến nhà như vậy là em cũng vui dữ lắm cả nhà. Tính là chiều nay đi bán nữa nhưng mà thấy khách đến nhà với lại có khách đặt hàng nên là lu bu mãi không có xong á, nên là thôi không có đi luôn đó cả nhà. Chiều nay không có ra bán luôn.好行，走吧，谢谢。太远了，骑电动车不行。哦，还有我爸，比如去了，我爸也要陪着。嗯。我刚好下班。我不敢打你，先不打你，然后打你是最后的。为啥不打？就找，害怕你有女朋友来回来了，你跟去玩呢。喂。好，走。你帮我放这三轮一下就行。就跳，一暖年。这个新，这是人叫什么名字忘了？小兵。啊，小兵，小兵的，小兵的一点心意，他说让我们送来的。行。这是苹果，小苹果，我装的是草莓盒吧？我没有壳了，我就装。这是两盒桃，就给你一盒，一盒桃，一盒苹果，还有一盒杏梅。一盒小西梅，这多啊，是他买的。这，然后这个是给叫那个叫什么名字那个人啊，七种啊，陈亮强是给你的。啊，是的，我给你们两份的。你带不住吧？我这今天不够带。好，你给我下把吧，嗯，好，谢。我给你到两碗酒来吃。好嘞，关了。Em đi giao xuống đây cả nhà, nhờ anh Phi giao. Tiên đi, tôi đi thổ. Tiên qua xuống. Cho cơ xuyến húng, chứ sơ chi mấy là chứ phải nhỉ đó. Sao, nào, cho hẳn liễu. Đại bụt chua. Mà khai mấy sơ, mấy sơ đó. Hảo là, tôi tổ là. Tổ.上车，笑，给点摸脚车，看见嘿，开心死了！刚才叫去不去？刚才叫他去不去？走。过年我们再来这里串亲戚嘛？啊，对对对，他的舅舅家是吧？啊，都在这儿，这边吗？还是这？这边。不是，现在是不是？对对。天啊！我来木在水。暂时得先等着。来，安飞，别挨了。等等。
Lúc đầu á là tính đi xe điện đi giao hàng cho người ta, nhưng mà là vì em sợ cái vị trí á thấy khá là xa cả nhà, với lại là chiều tối muộn rồi, em sợ là đi xe điện xong á về không có được luôn. Xong mới điện nhờ anh Phi nè, hên quá ổng vừa mới tan làm nên ổng chở em đi giao luôn. Nên là giờ em mua trà sữa cho Đình Đình với là anh Phi nè, trả công cho hai người. Em bảo để em ráng kiếm tiền á, xong rồi em sẽ đãi mọi người đi ăn một chầu. Hôm nay trộm vía là giao hàng vậy nè, khách đã cho thêm tiền bo nữa cả nhà. Cái anh đặt hàng á, anh banh thêm cho em 300 tệ tiền bo nữa. Trời ơi, ta nói trúng mánh luôn. Giờ mấy anh em đi về, tranh thủ về á, có khách mới điện cho em bảo là ghé nhà em mua táo với lại đào, nên là phải tranh thủ chạy về luôn nè cả nhà. Trời ơi, hôm nay ta nói không có đi bán chứ mà vẫn đắt hàng nha. Bận từ sáng giờ không kịp thở luôn đó cả nhà. Nhưng mà được cái em thích nha, cứ vậy đi. Cứ kiếm được tiền là mọi muộn phiền tan biến liền. Yo, trang cái ta. Ý chỉ trang ý sao? Có hai anh ông chú này ở. Là tới nhà mua cái nhà, em vừa mới đi giao hàng về cái xong là mua tới nhà luôn. Thôi xin chị ơi, bye bye. Lại hết hàng nữa rồi cả nhà ơi. Trời, chiều nay không có đi bán luôn á. Chiều nay kêu người ta té con. Chiều nay kêu người ta đem tới thêm 20 cân, 10 ký đào nó mà hết luôn à. Chắc người ta vừa lấy tới lấy hết trơn luôn à. Dễ thương quá. Trời, qua lại. Còn đến nãy cái đến kiểu của xăm bại. Thế kiểu của xăm bại khoai phi. Hôm nay trúng cách sộp luôn cả nhà. Cái anh đó anh đặt hàng là mua 5 hộp quà. Em giao xong rồi á, về tới nhà anh gửi cho một cái hồng bao, bảo là tiền phí tiền công cho em nè. Cái em mở ra trời ơi, được 300 tệ luôn, mất hồn. Bảo trời ơi, mình gặp đúng ông chủ lớn rồi hay gì á, sộp quá trời sộp luôn. Tiền hàng á là anh đã cho thêm nhiều rồi, mà cuối cùng lại còn bo thêm 300 tệ nữa. 300 tệ là em đứng mấy ngày ngoài đường đó cả nhà, đỡ ghê. Em mừng quá, em kể cho ba mẹ chồng em nghe mà hai ông bà mặt ngơ ngác, ngỡ ngàng luôn. Không có nghĩ là em bán trái cây á, được mọi người yêu mến với lại là được ủng hộ nhiều như vậy. Chưa biết là sẽ bán được đến lúc nào, nhưng mà bán được lúc nào thì cứ bán đó cả nhà. Thấy có tiền là vui lắm, mừng ghê. Bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết trơn luôn á.